Đây là bản tin chiến sự ngày 23 tháng 8. Trong mối nghi ngờ về binh biến Wagner và câu chuyện thượng tầng của Bộ Quốc phòng Nga, tướng Surovikin là cái tên được đồn đoán nhiều nhất cho sự thất sủng và hạ bệ. Mặc dù được đánh giá là vị tướng ác mộng của kẻ thù, nhưng điều đó có vẻ không giúp ông giành chiến thắng trong việc đấu đá nội bộ. Với nhiều nguồn tin nhiễu loạn về vị tướng này thì một nhân vật uy tín, ông Veritok, cựu tổng biên tập đài phát thanh tiếng vang Moscow cho biết, Surovikin đã bị cách chức vị trí chỉ huy lực lượng hàng không vũ trụ Nga và đang chờ xử lý. Mặc dù không có thông báo chính thức nào từ phía Nga, nhưng với nguồn tin kiểu này được phép tung lên thì ở bề mặt chúng ta thấy được thật sự tướng Suru đã về vườn. Với Surovikin, ông từng dẫn dắt rất nhiều trận chiến oanh liệt từ Syria đến Ukraine, là chỉ huy cho các trận chiến vang dội năm ngoái, là người đưa ra lệnh rút quân vào mùa thu năm 2022, mệnh lệnh mà được giới quân sự coi là quyết định thiên tài. Ông là tác giả chính cho chiến thuật ở Bakhmut, cũng là tổng công trình sư cho hệ thống phòng thủ 3-4 lớp của Nga hiện tại. Với nhiều câu trạng như vậy thì thông tin duy nhất mà mình nắm được một cách sơ lược, ông về vườn vì dính đến Wagner. Về mặt bề nổi thì đây là kết quả của sự đấu đá nội bộ giữa phe tướng bàn giấy là ông Shoigu và phe tướng mặt trận kiểu như Surovikin hay trùm Wagner. Nói tới đây thì mình cũng phải gửi lời xin lỗi tới anh em nào có niềm tin mãnh liệt rằng binh biến Wagner là sự thật và Prigozhin thực sự muốn làm loạn. Bởi vì với thông tin mới về việc tướng Suro về vườn sẽ củng cố cho niềm tin của các bạn. Nhưng mình cũng không từ bỏ thuyết âm mưu của mình rằng tất cả đây đều có ẩn tình trong đó và đang là một kế hoạch nào đó để cho những đội quân như Wagner và kể cả Surovikin thực hiện một câu chuyện khác lớn hơn. Tất nhiên mình có thể sai và mình cho phép mình sai nên mình cứ xin lỗi các bạn trước rồi tiếp tục chờ đợi. Vâng, chúng ta sẽ đi tới các cuộc tấn công chính xác của cả hai bên. Đếm ngược còn một ngày đến ngày độc lập của Ukraine và diễn biến cho thấy sự chuẩn bị để thực hiện lời đe dọa của Ukraine có vẻ đang rõ ràng hơn. Hôm qua ghi nhận tại Biển Đen, Nga đã tiêu diệt một chiếc thuyền chờ một nhóm đổ bộ của tình báo Ukraine tại vị trí đánh dấu. Và một vài giờ sau, Nga lại tiêu diệt thêm một nhóm đổ bộ khác cách đảo Rán khoảng 40 km về hướng Crimea với ý định đổ bộ lên một giàn khoan bỏ hoang. Với động thái này cho thấy Ukraine đang trực tiếp đổ bộ quân lên các khu vực ngoài khơi xa để chuẩn bị cho các cuộc tấn công vào Crimea cũng như khu vực Biển Đen. Hôm qua, cùng với sự xuất hiện trở lại của trùm tình báo Ukraine Budanov và những tuyên bố đanh thép về việc nhắm thẳng hướng tấn công vào Crimea và việc nhân sự thuộc cục tình báo đang hoạt động tại Biển Đen như đã nêu ở trên, rõ ràng Ukraine đang tăng cường các phương án tấn công theo hướng này. Tin cập nhật mới nhất cho thấy Ukraine đã sử dụng chiến thuật dùng UAV làm mồi sau đó tấn công bằng tên lửa phòng không được bắn từ hướng biển vào mỏm Takhachkal của Nga. Mới nhất lúc 5 giờ chiều cho thấy một hệ thống S-400 của Nga đã bị bắn hạ tại Crimea, dự đoán là bằng Storm Shadow. Tin tức này chưa được xác nhận nhưng dù có kiểu gì đi nữa thì hiệu quả do thám của NATO và chiến thuật tấn công mới của Ukraine đang có hiệu quả. Và lời tuyên bố ngày độc lập của Ukraine cũng có vẻ không phải là lời nói đãi môi. Ở hướng Moscow, đây là ngày thứ 5 liên tiếp Ukraine tấn công bằng UAV vào Nga. Hôm qua có tin báo về cho thấy 5 UAV của Ukraine trên đường tiến vào Moscow đã dần bị hạ trên đường di chuyển. Có ít nhất một chiếc bị áp chế điện tử và rơi vào khu nhà cao tầng ở Moscow. Thực sự thì các cuộc tấn công UAV của Ukraine trong ít nhất 2 tuần gần đây hầu như không biết được nó nhắm vào đâu. Chỉ thấy thi thoảng có các thiệt hại nhỏ về vỡ cửa kính tại các tòa nhà của trung tâm Moscow. Nó chỉ gây ra cho Nga một vấn đề tương đối lớn, đó là mỗi khi Ukraine tấn công là toàn bộ các chuyến bay xung quanh khu vực thủ đô buộc phải hủy bỏ hết. Điều này rõ ràng gây ra những phiền toái đáng kể cho Nga. Có thể những UAV này của Ukraine khi tấn công vào Nga xác định là sẽ bị hạ nên cứ hướng thẳng đến các khu trung tâm để gây nên mối hoang mang cho dân Nga. Đồng thời cũng có thể là đòn đánh lạc hướng để chuẩn bị cho một đợt tấn công thực sự theo đúng lời đe dọa vào ngày độc lập chăng. Về phía Nga, ngoài việc chặn đứng các nhóm đổ bộ trên Biển Đen của Ukraine thì hôm qua cũng có tin Nga đã tấn công vào đảo Rắn trong chuyến đi săn của các máy bay chiến đấu. Đồng thời đêm qua ghi nhận các UAV tấn công của Nga hướng thẳng vào khu vực Odessa. Chúng ta không có quá nhiều thông tin thiệt hại cho các vụ tấn công này, cho nên chúng ta chỉ nghe tin tức để biết rằng Nga có vẻ cũng đang tăng cường tấn công UAV vào các khu vực Odessa thôi. Tới mặt trận, ở hướng Kherson tiếp tục ghi nhận Ukraine đổ bộ quân vào các khu vực cù lao ở phía hạ nguồn như đánh dấu, lần này là các cù lao sát với vùng Nga kiểm soát. Các mũi đổ bộ này ngay lập tức hứng chịu hỏa lực từ Nga, một chiếc đã bị thiệt hại, các chiếc còn lại buộc phải quay về. Sau đó lại tiếp tục ghi nhận có một mũi của Ukraine đổ bộ thành công lên phần phía bắc theo khu vực đánh dấu ở đây và thiết lập ngay một trạm quan sát, nhưng đã bị Nga phát hiện và phá hủy hoàn toàn. Nhận định động thái mới của Ukraine về việc cố gắng lắp đặt các trạm radar quan sát gần với phía Nga hơn cho thấy họ đang có ý định tấn công vào tuyến phòng thủ của Nga, đặc biệt hướng tới khu vực Golovlistan như mô tả, nơi mà hai ngày vừa qua cho thấy cường độ tăng cường của pháo kích Ukraine bắn phá vào đây. Rời Kherson, chúng ta hướng thẳng đến chiến trường Orykiv, nơi đang giao tranh ác liệt và có diễn biến mới tại Robotyne. Ở bản tin hôm qua, chúng ta biết rằng Ukraine có bước tiến tại khu làng này, đang tiến lên ở giữa và đẩy lùi Nga ở hai cánh. Hôm qua đã bắt đầu xuất hiện các video được quay ở trung tâm Robotyne kèm với tin tức cho rằng Ukraine đã kiểm soát được khu làng này. 24 giờ qua, câu chuyện lại tiếp tục. Các mũi đánh ở mặt trận này mang tính chất cầm chừng như mô tả màu vàng thì không có kết quả. Các mũi đánh hướng Vebove và trung tâm vùng lõm theo hướng mũi tên, Ukraine đã bị Nga đánh bật hoàn toàn. Chúng ta lại tập trung vào khu vực làng Robotyne. Ở bản tin hôm qua, chúng ta biết rằng Ukraine đã tấn công tiến lên về phía trước, đẩy lùi Nga về phía sau ở phần cánh trái của khu làng. Như bình luận bản tin hôm qua, mình có nói rằng Ukraine đang khá sáng cửa để chiếm được Robotyne. Tuy nhiên, cánh cửa đó đang dần hẹp lại.
Sau thành quả hôm qua, Ukraine lại liên tiếp đổ bộ các mũi tấn công về phía Nga từ hướng chính Bắc lẫn hướng từ bên Sườn Đông. Tuy nhiên, Ukraine không những không tiến được thêm mà đã bị Nga đánh bật, và thuận đà Nga kiểm soát trở lại trung tâm khu làng Robotyne cũng như đẩy lùi Ukraine tại cánh phía Tây của ngôi làng, khôi phục lại chiến tuyến gần như tương tự với khoảng 3 ngày trước. Mặc dù Ukraine liên tục chịu tổn thất để tiến lên nhưng chưa có một kết quả đủ lớn, thì ở phía Tomaka, quân tiếp viện lại liên tục đổ về để chuẩn bị cho một bước đột phá trong trường hợp Ukraine có thể phá vỡ phòng tuyến Robotyne-Vebove. Có nghĩa là họ chưa đục thủng được Robotyne nhưng đã có sự chuẩn bị cho bước tiếp theo sau khi phá được lớp phòng thủ ở đây. Tới khu vực mỏm đá, các mũi tấn công của Ukraine vẫn không thay đổi, họ đang cố gắng củng cố phòng tuyến và do thám tình hình. Tất cả các mũi đánh của Ukraine hôm qua không đạt được bước tiến, hơn nữa còn bị phía Nga phát hiện ra các vị trí tập trung quân và kho đạn tại làng Staromaevke, dẫn đến thiệt hại về binh sĩ lại tăng lên. Chúng ta nhớ, hiện tại mục tiêu của Ukraine là củng cố phòng tuyến và tấn công thăm dò, thế nên các đội quân chủ lực của họ đang ở phía đằng sau mà chưa tham chiến. Với áp lực từ các cuộc tấn công của Nga, những binh sĩ ở nhóm tiền tuyến của Ukraine đang có dấu hiệu mệt mỏi và kiệt sức. Hôm qua vẫn ghi nhận các mũi đánh có xe bọc thép của Ukraine hướng thẳng vào khu vực Kemetchuk nhưng cũng thất bại. Nhận định chung, quá trình Ukraine chuẩn bị và thăm dò đã diễn ra được một thời gian mà chưa thấy các mũi đánh mạnh. Thế trận phòng thủ của Nga tại đây khá chắc chắn, đồng thời hoạt động do thám và tiềm diệt của Nga cũng đang đạt hiệu quả tốt. Cùng với sự tăng cường về pháo kích cũng như bom mà Nga tấn công vào toàn bộ vị trí của Ukraine, khiến cho binh sĩ ở nhóm tiền tuyến phía Ukraine đang có dấu hiệu căng sức quá đà. Chúng ta chờ diễn biến tiếp theo để xem cách Ukraine tiếp tục giải quyết vấn đề để tiến lên. Chúng ta tới chiến trường Bakhmut. 24 giờ qua, tất nhiên vẫn liên tiếp các mũi tấn công của Ukraine, nhưng cường độ đã bị giảm nhiệt và cũng vấp phải sự kháng cự quyết liệt hơn từ phía Nga. Tại khu vực sườn nam của Andriivka, Ukraine sử dụng các nhóm bộ binh nhỏ, không có sự hỗ trợ của xe bọc thép, tấn công vào các vị trí sát khu làng, nhưng bị UAV Nga phát hiện và đã bị đẩy lùi. Ở vị trí Krytkivka cũng là các mũi đánh tương tự thọc sâu vào khu vực phía nam khu làng, nhưng đã bị Nga tấn công và cắt đứt các tuyến quân bằng hỏa lực pháo binh. Sau khi bị cắt đứt, tuyến phía sau đã rút về thành công, còn tuyến phía trước đã bị Nga tiêu diệt và một phần đã phải đầu hàng. Rõ ràng chúng ta thấy Ukraine bắt đầu hết ý tưởng tấn công tại đây và Nga đang lấy lại lợi thế phòng thủ. Vậy là con đường tiến vào sườn nam Bakhmut của Ukraine lại tạm thời bị bế tắc. Tới khu vực sườn bắc, tin mới nhận mô tả Ukraine sử dụng hai mũi đánh có các thiết bị bọc thép của NATO tấn công vào hướng Petkivka và Yahidne. Mũi đánh này của Ukraine cũng nhanh chóng bị phát hiện và bị áp chế hoàn toàn. Có vẻ tại sườn bắc này Ukraine cũng đã tới giới hạn tấn công, khi mà tất cả vị trí họ có thể tiến chiếm được thì họ đã chiếm hết. Giờ là lúc Ukraine dường như không có cách nào tiến thêm về phía trước khi vấp phải hệ thống công sự và phòng thủ của Nga. Tới khu vực Liman, diễn biến hôm nay cũng giống hôm qua. Ukraine tổ chức các mũi đánh bao gồm xe bọc thép tấn công vào Nga theo hướng khu vực cánh rừng và khu vực mỏm Koske, nhưng cũng tiếp tục thất bại. Điều mà họ làm được suốt ngày hôm nay là nhờ việc chủ động tấn công nên đã chặn đứng được đà tiến lên của Nga mà thôi. Chúng ta tới mỏm Toske, tình hình ở đây vẫn không thay đổi khi Nga vẫn kiểm soát các khu vực mới chiếm được và Ukraine cũng chưa rút lui hoàn toàn. 24 giờ qua, Ukraine tổ chức ít nhất 4 đợt tấn công theo hai hướng như mô tả trên bản đồ, nhưng không có thành quả gì. Ukraine lại mất thêm một radar phản pháo, một hệ thống pháo M-77 và một vài con pháo tự hành khác ở đây. Các video trước chúng ta nói về vị trí này nhiều rồi, nên chúng ta sẽ tiếp nối câu chuyện nếu có diễn biến nào đáng kể khác nhé. Ở toàn tuyến biên giới phía Bắc, chúng ta vẫn chờ đợi mặt trận Kharkov của Nga được mở ra nhưng vẫn chưa diễn ra. Động thái phía Ukraine thì ngày nào họ cũng có các cuộc pháo kích thẳng vào khu vực định cư của Nga tại Belvorov. Tuy nhiên hôm nay có một diễn biến rất mới. Tại khu vực quận Klimutsky của Nga, hôm qua dọc biên giới đã hứng chịu một đợt tấn công bằng pháo của Ukraine. Sau đó, Ukraine tổ chức một mũi đánh chỉ gồm 8 binh sĩ vượt qua biên giới tấn công vào các khu làng của Nga tại dọc biên giới và đã bị biên phòng Nga đẩy lùi. Mình chưa hiểu mục đích của mũi đánh mà chỉ có 8 binh sĩ này từ phía Ukraine. Bạn nào có nhận xét gì comment ở phía dưới giúp mình nhé. Tổng quan trên toàn tuyến 24 giờ qua, Ukraine tạm thời thất thế tại Robotyne, tạm thời bị chặn đứng tại Uruzhne và bế tắc tại Bakhmut. Cuối video, chúng ta lạm bàn một chút đến câu chuyện hội nghị BRICS đang diễn ra tại Nam Phi. Lần nhận xét này chắc chắn là điều mà các bạn thân Ukraine nghe sẽ sướng tai lắm đây. Tại hội nghị lần này, Tổng thống Nga không tham dự mà chỉ phát biểu online. Chủ tịch Tập Cận Bình cũng chưa thấy xuất hiện. Chúng ta thường nghe về sự trỗi dậy của thế giới đa cực như một lẽ tất yếu, và trong cơn huyễn hoặc bởi các nguồn thông tin tích cực bỏ ngoài tai những luồng thông tin tiêu cực, thì chúng ta tự nhiên thấy hình ảnh một nước Mỹ yếu ớt được đại diện bởi hình ảnh của một ông già gần đất xa trời, rồi cảm thấy thế giới đa cực như là một thứ gì đó đương nhiên và dễ dàng đạt được. Nhưng thực chất con đường đó rất khó khăn, bởi nước nào cũng có lợi ích quốc gia của riêng họ. BRICS vốn được coi là đại diện của một cực đối trọng với G7 hay G20, tuy nhiên thực chất BRICS có những điểm thua kém rất nhiều so với G7 và G20. Ở hai nhóm kia chúng ta có một ông chủ là Mỹ. Mục tiêu hàng đầu của BRICS là thay thế đồng USD, nhưng có vẻ vẫn chưa có thành quả nào đáng kể do nhiều mâu thuẫn về lợi ích của các thành viên. 3 trong 4 thành viên đều là các quốc gia lớn và không muốn nghe lời nhau. Khi Brazil muốn có đồng tiền chung thì Ấn Độ lập tức phủ nhận. Khi Trung Quốc kêu gọi mở rộng BRICS để trở thành đối trọng với G7 và Nga cũng đồng tình, nhưng có vẻ Ấn Độ, Brazil chưa đồng ý vì không muốn đối đầu trực tiếp với phương Tây, bởi vì Ấn Độ và Brazil vẫn còn nhiều lợi ích. Ngân hàng New Development Bank được lập ra với mục đích phi đô la hóa của khối BRICS, nhưng họ chỉ cho vay bằng USD, Euro và hiện nay cũng đang tạm dừng hoạt động, dừng cho vay vì thiếu USD.
Ấn Độ thì thường tỏ ra trái ý muốn của Trung Quốc trong mọi trường hợp, tranh giành vị trí thủ lĩnh của khối. Vậy đó, thực tế con đường đa cực vốn là một con đường chông gai. Bản thân đa cực phải đạt được điều cốt lõi là giúp lợi ích của các quốc gia có được sự cân bằng. BRICS chỉ thành công lật đổ được G7 khi BRICS có thể tạo ra các giá trị cho các quốc gia của nó ngang bằng hoặc hơn so với các nhóm kinh tế khác mà thôi. Thế nên con đường còn dài lắm. Và đó là toàn bộ bản tin của ngày hôm nay. Cảm ơn và hẹn gặp lại các bạn ở bản tin ngày mai.